Đang xin chào bạn. Đây đang xin giới thiệu các bạn bộ câu bành, phao và lưỡi câu bành đây. Chọn bộ luôn này, này luôn các bạn nhé. Cân luôn với lưỡi phao, cân luôn với lưỡi luôn các bạn. Các bạn chỉ cần lắp thêm pin thôi. Pin bạn đoan đêm thì các bạn lắp sáng, còn ban ngày các bạn chỉ đảo pin thôi. Đấy. Bành rất cao. Đấy. Báo cá rất nhạy. Đấy, chọn bộ này luôn các bạn nhé. Đây. Đây dáng quả lưỡi và phao đây. Dáng mới, dáng vuông cao và phao đi chọn bộ luôn, cân luôn các bạn nhé. Về các bạn không phải cho thêm một cái gì và bớt cái gì, chọn bộ luôn. Bầu này bầu 28 các bạn nhé, phao bầu 28. Cho các bạn xem. Vì phao này không phải phao chân đồng nên các bạn không thể thêm bớt gì về được. Này chỉ cho thêm pin thôi. Để cho pin mà là các bạn câu luôn. Cần đúng vừa tầm. Vừa rồi đang fishing đang giới thiệu các bạn bộ câu bành. Này đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.